Phai Phúc xin chia sẻ với các bạn, đây là các cái mẫu vòng hổ phách Baltic của Nga ấy. Phai Phúc nhập chính hãng từ cái thủ phủ của hổ phách của thế giới. Có những cái sản phẩm thực sự là rất là quý, như là những cái dây vòng hổ phách cổ đại, nó dài đến tận hơn 50 cm ạ. Và vòng tay chữa bệnh này, đấy, túi hổ phách này. Túi hổ phách thì chúng ta như là người Trung Quốc họ quan niệm đó là nếu mà chúng ta để túi hổ phách ở trong nhà ấy, thì nó không chỉ là xua đi những cái năng lượng xấu mà nó còn là giữ của, giữ tiền tài, giữ tài lộc cho gia đình. Đấy, vì hổ phách nó được coi là đá mặt trời, nó phát ra những cái tia rất là ấm áp, tia sáng giống như là đá mặt trời ấy. Thành ra là chúng ta tích trữ trong nhà nó cũng rất là tốt. Đấy, hoặc là tranh hổ phách này, đấy, và đại bàng hổ phách này, đồng hồ hổ phách đều là những cái vật phẩm rất là tốt để trang trí cho căn phòng của bạn thêm sinh động, đặc sắc và khác biệt nữa, và có rất nhiều giá trị. Đây, còn đây là những cái mẫu vòng hổ phách. Tuy nhiên thì hôm nay Phai Phúc muốn chia sẻ những cái khía cạnh về hổ phách mà nó được coi là cái sự say mê của rất nhiều nước trên thế giới, rất nhiều từ cái thời cổ đại đến giờ. Thì là từ ngày xưa người ta đã coi là hổ phách như một loại đá ma thuật, tức là nó có thể bảo vệ cả về mặt tinh thần, thể xác ấy của con người này. Những cái sản phẩm mà người ta đeo ấy, ví dụ như là vòng tay hổ phách, hay là hoa tai hổ phách, hay là đồng hồ hổ phách, hay là những cái vật phẩm từ hổ phách ấy, thì đều có tác dụng giống như kiểu là một mùa hộ bệnh đấy, hoặc là đồ dùng trong nhà thờ vì nó rất là linh thiêng. Cái hổ phách thì nó tích trữ năng lượng của đất, của nước, và nó hàng trăm triệu năm, thành ra nó có rất nhiều các cái không chỉ tính dược liệu mà còn có cả cái đồ trang trí làm đẹp nữa. Đấy, một trong những cái tên của hổ phách thì người ta thường gọi trước đây đó là Elestrum, theo đúng cái phiên bản của tiếng dịch ra từ tiếng Hy Lạp ấy, thì nó có nghĩa là tôi là người bảo vệ. Đấy, tức là người ta đeo cái hổ phách vào bên trong ấy, con người thì nó mang tính bảo vệ họ trước cái những cái năng lượng xấu. Đấy, và ngay từ thời Ai Cập này, rồi đến chuyển sang Hy Lạp, Roma và các nước châu Âu này, rồi đến các cái bác sĩ và nhà giả kim trung cổ đấy, Trung Quốc hay là các cái nước mà có ngành y học phát triển rất là sớm ấy, Ấn Độ ấy, thì đều coi đó là hổ phách là một trong những cái dược liệu rất là quý trong điều trị. Đấy, nó người Hy Lạp thì nó không chỉ coi hổ phách đó là một loại đá quý thông thường, mà họ thực sự đánh giá cao cái hổ phách bởi nó có hai tính chất quan trọng, đó là tính chất bảo vệ và tính chất là chữa bệnh. Đấy, và những cái tính chất đặc tính này thì nó đều được khoa học chứng minh trong thời thực tế ngày nay ấy. Và hổ phách thì nó có thể chữa được rất nhiều bệnh, gần như là những cái bệnh như là vàng da này, vô sinh này, sốt rét này, cảm lạnh này, rối loạn thị giác này, những cái khối u này. Đấy, người ta đã từng dùng hổ phách để cầm máu này, chống lao đối với những cái bệnh mà lao phổi ấy. Đấy, và giảm các cái vị bế loét. Đấy, người ta có thể đốt cái khói hổ phách để làm dịu cái những cơn ho hay là những cái bệnh về viêm đường hô hấp. Khi chúng ta hít được cái khói của hổ phách đấy, nó sẽ chứa rất nhiều các cái chất lành đặc tính tốt như là axit sulfuric ấy. Thì cái axit sulfuric này có rất nhiều trong cái hổ phách Baltic ở cái vùng Kaliningrad. Đấy, chúng ta thấy là vùng đấy của Nga thì nó chứa đến 90% trữ lượng hổ phách của thế giới và rất là chất lượng. Còn các cái bác sĩ cổ đại theo như các tài liệu ghi lại thì hổ phách người ta đã sử dụng cho các bệnh về nội tạng này, đau nửa đầu này, ngộ độc hen suyễn này, các bệnh về da này, các cái bệnh như là rối loạn thần kinh đấy. Và ngày xưa thì chúng ta xem những cái bức tranh cổ đại của những người phụ nữ nông dân đấy, La Mã, thì họ thường đeo những cái huy chương bằng hổ phách. Nó không chỉ là vật trang trí mà nó là một cái bùa bảo vệ và ngăn ngừa các cái bệnh về tuyến giáp này, đấy, đam họng này, các bệnh về viêm đường hô hấp này. Đấy. Và ngoài ra thì hổ phách nó còn có được tin là có khả năng là thúc đẩy cái khả năng sinh sản, chữa lành các cái bệnh của nữ giới khác nhau này. Đấy, và ở đặc biệt là ở Ý và Scotland và các cái quốc gia Baltic hay là đặc biệt là tại Nga thì trẻ em và phụ nữ thường là đeo các cái vòng hổ phách như một mùa hộ mệnh để bảo vệ họ khỏi những cái linh hồn và những bệnh tật. Đấy. Hổ phách thì nó
nó được coi là đá mặt trời, nó mang một cái năng lượng rất là tích cực đấy, và nó ấm nóng khi chúng ta đeo lên trên người đấy. Chính vì thế mà nó giúp cho là chúng ta khỏe mạnh hơn, và nó xua đuổi đi những cái suy nghĩ không cần thiết đấy, và cho phép bạn tập trung. Tức là cái đặc điểm này rất là đúng, bởi vì ngay từ cái thời cổ đại ấy, người ta đã sử dụng hổ phách ấy để sản xuất ra những cái chuỗi tràng hạn đấy, và các vật thể khác nhau cho các phái giáo tôn giáo khác nhau, từ Công giáo hay là Phật giáo, người ta đều rất là chuộng về những cái chuỗi tràng hạn hổ phách đấy. Nó có ý nghĩa về mặt tâm linh và làm tăng khả năng tập trung, thiền định rất là tốt ạ. Và nếu như bà bạn là bị căng thẳng hay là mệt mỏi thì người ta đã chứng minh rằng bạn chỉ cần cầm cái chuỗi hổ phách trên tay, được coi là cái đá hạnh phúc, và massage lên cái vùng giảm đau đấy, thì nó có khả năng giảm đau và nó làm giảm căng thẳng. Đấy. Đeo trang sức hổ phách thì nó giúp chúng ta là bình thường hóa trạng thái tâm lý, tức là ổn định cái hệ thần kinh và làm dịu cái hệ thần kinh đấy. Và cái hiệu quả của nó thì tùy thuộc vào chúng ta lựa chọn cái mặt hàng hổ phách đấy và tần suất đeo của nó. Đấy. Ở những cái nước mà có khí hậu khô đấy, chúng ta sống ở những cái môi trường như là nhà cao tầng chẳng hạn, và chúng ta tiếp xúc quá nhiều với lại những cái bức xạ điện ấy. Đấy, môi trường tĩnh được hình thành thì nó sẽ rất là ảnh hưởng, rất là tiêu cực đến cái sức khỏe của con người. Thì cái hổ phách thì nó lại có một cái sức đề kháng cực kỳ cao, và nó lại trung hòa được các hiệu ứng tĩnh này đấy, làm cho cái làm mới các cái trung tâm năng lượng của cơ thể con người. Chính vì thế mà chúng ta sống trong một đô thị thì nên tích trữ hoặc là nên có cái sản phẩm hổ phách trong nhà để trung hòa những cái dòng năng lượng xấu. Và những cái bệnh gì mà đã được chứng minh là hổ phách có thể chữa khỏi, đó là những cái như là khoa học đã nghiên cứu ấy, nó có thể chữa một số bệnh như về cận thị này, viêm Abida này, những bệnh về hệ tim mạch này, loại bỏ sỏi thận, bình thường hóa trao đổi chất này. Và dầu từ hổ phách thì được sử dụng cho những cái bệnh như là tiền đình chóng mặt này đấy, và những cái bệnh ho khan, co giật, và nó cũng giúp mà trẻ em và phụ nữ này, những người già bảo vệ chống lại cảm lạnh này, các cái bệnh về tuyến giáp này, các cái bệnh về ung thư, nhất là hít phải cái khói thuốc lá ấy. Đấy. Và hổ phách thì trong thẩm mỹ thì nó còn có tác dụng là trẻ hóa, tức là nếu mà bột và kem được làm từ hổ phách ấy, massage lên da mặt thì nó có tác dụng là mờ lếp nhăn này, và cải thiện làn da này. Và đặc biệt một trong những lý do quan trọng mà Phan Phúc nghĩ rằng là bất cứ trẻ em nào cũng nên sử dụng, đó là cái chống lại bức xạ có hại đấy, và nó có khả năng là hấp thụ những cái sóng hồng ngoại, từ ngoại và sóng điện từ này, nó bảo vệ cơ thể khỏi những cái tác động của bão từ và các cái hiệu ứng năng lượng sinh học. Đó là lý do mà tại sao mà người ta lại thường tạo ra những cái bùa hổ phách để cho trẻ em, vì và nhất là ngày nay mà trẻ em sử dụng điện thoại rất là nhiều ấy, thì nó rất là cần thiết. Và đối với phụ nữ mang thai thì khi mà đeo hổ phách này không chỉ là để bảo vệ cơ thể khỏi những cái bệnh về đường hô hấp là cảm ứng cúm, cảm lạnh, hay là nó còn giúp cho là tương tác tốt giữa mẹ và em bé và tạo điều kiện tốt hơn để cho việc sinh nở. Thì đấy là những cái đặc tính thực sự là Phan Phúc nghĩ rằng rất là tốt khi mà chúng ta nghiên cứu về hổ phách, và chúng ta thấy là nó rất là cần thiết. Đây là những cái chuỗi hổ phách mà các bạn chắc chắn là rất khó để tìm được ở những cái nơi khác. Đây là hổ phách tuổi rất là già đấy, nó được gọi là cái hổ phách cổ đại, có tác dụng chữa bệnh. Đấy, những cái bản hổ phách này nó không giống như là những cái vật phẩm trang trí thông thường. Đấy, đối với những ai mà quan tâm với mục đích là chữa bệnh thì chúng ta nên chọn những cái dòng như này. Đấy, và đá mặt trời đây là nó rất là sáng. Đấy, chúng ta nhìn thấy là nó có những cái thể vùi rất là siêu nhỏ, hoàn toàn là tự nhiên. Nó vốn là nhựa thông hóa thạch và nổi trên nước biển, trên nước muối mặn. Đấy, hoặc là nước biển. Nên chúng ta nếu mà muốn thử thì chúng ta có thể có rất nhiều cách để chúng ta tự thử tại nhà. Và hàng của Fairfox thì luôn luôn cam kết đó là hàng chính hãng. Mọi cái phát hiện nhái giả thì các bạn đều được bồi thường 1.000 lần giá trị tiền hàng. Và Fairfox thì cũng có những cái chứng nhận chất lượng certificate với lại nhà sản xuất để đảm bảo sao cho hàng của chúng ta đạt được cái độ an toàn nhất định. Đó. Và ở đây thì có rất nhiều các loại khác nhau. Thì các bạn có thể tham khảo trên cái trang hổ phách bantic.vn để được tư vấn kỹ hơn ạ.
hoặc là hộ trang Facebook Hổ Phách.